Việc giáo viên dùng bạo lực với học sinh không còn là mới. Tuy nhiên bây giờ mới được áp dụng xử phạt các hành vi này bằng tiền. Tuy nhiên cũng cần làm rõ việc ai giám sát, ai kết luận về mức phạt. Nếu mà mà có cái xử phạt theo kiểu như thế thì cái chuyện xử lý tiền như thế nào lại phải có quy định rõ. Nhưng mà tôi nghĩ là đối với giáo dục không nên đặt cái mục tiêu phạt tiền là số một có thể đưa ra mức phạt tiền thật nặng sẽ khiến các thầy cô giáo và học sinh phải e ngại sợ sệt mà thận trọng, kiềm chế, điều chỉnh hành vi của mình. Giáo viên có trách nhiệm trong hành xử nhưng cũng phải có điều lệ như thế nào để bảo vệ họ. Làm thế nào để những cái biện pháp ấy nó có tính khả thi cao? Thì tôi nghĩ là trong dự thảo cũng phải đưa ra những cái biện pháp xử lý và chúng ta cũng có những cái bộ máy ở cơ sở để chúng ta có thể thực hiện kỷ luật bao giờ cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực giáo dục là làm sao kỷ luật mang tính tích cực đó là kỷ luật đúng người đúng tội khiến học sinh thấy được khuyết điểm của mình về phía thầy cô quan trọng làm sao mỗi người thầy người cô đều tự gian mình chứ không phải bỏ tiền ra để xóa bỏ hành vi